Chào quý vị các bạn, trên hình bạn có thể thấy đây pin của điện thoại Samsung Galaxy S20 Plus với tên mã là EBG985ABI. Dung lượng pin rất là lớn, lên tới 4500mAh đang chờ thay mới tại di động cao cấp.vn. Khi điện thoại Samsung Galaxy S20 Plus dùng nhanh hết, pin phồng rộp, pin khởi động lúc lên lúc không, dùng nhanh hết. Đó dấu hiệu cơ bản báo hiệu pin S20 Plus đã lỗi, hỏng, cần phải thay mới. Hiện tại di động cao cấp.vn có tất cả linh kiện trên Samsung Galaxy S20 Plus nói chung và phần pin của máy nói riêng thì mới với các bạn khi cần. Vì các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới pin, sửa lỗi hỏng pin trên Samsung Galaxy S20 Plus nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, vì các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 để được kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn quý bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp pin của điện thoại Samsung Galaxy S20 Plus hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý bạn.